Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề nóng hổi được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Theo kết luận điều tra, với việc nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB, bà Lan đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Bà Lan trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Trong số này có bị can Bùi Anh Dũng. Bà Lan khai cho ông Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB vì hiền lành, không quậy phá, được lòng người. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành, các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên tập đoàn phối hợp với phòng tái thẩm định để tạo dựng hồ sơ vay. Sau đó hồ sơ vay được chuyển về chi nhánh để nhân viên lãnh đạo ký hợp thức và chuyển lại phòng tái thẩm định hoàn thiện thủ tục. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm phó tổng giám đốc khối doanh nghiệp, kiêm thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, chỉ ký hợp thức các bộ hồ sơ vay vốn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng không hợp rà soát, đánh giá khoản vay như các ngân hàng thông thường khác. Từ 9 tháng 12 2020 đến 22 tháng 9 2022, Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị, bị can Bùi Anh Dũng ký hợp thức nghị quyết phê duyệt khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan để hợp thức hoàn thiện hồ sơ. Sau khi khoản vay đã được giải ngân, điều này ngược với quy trình cho vay thông thường. Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là do Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB thông báo lại sau khi Dung Hoàng nhận chỉ đạo trực tiếp từ Trương Mỹ Lan. Các khoản vay này đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Thực tế, các đơn vị tại ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay thêm các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Trên hệ thống dữ liệu Core Banking của ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là HSTT để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định. Bùi Anh Dũng thừa nhận đã ký các tờ trình thẩm định, biên bản hợp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị, nghị quyết đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật. Quá trình làm việc tại ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng, nhân dịp lễ Tết, Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh, lời khai các bị can và đối tượng liên quan đủ căn cứ xác định Bùi Anh Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015, Bùi Anh Dũng liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng. Với tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Anh Dũng liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 104 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 26.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Bùi Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi vi phạm. Lợi dụng là cổ đông chi phối của SCB, Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền gửi trong ngân hàng, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng. Việc này khiến nhà băng thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 11, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Liên quan vụ án, 85 người còn lại bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài 3 tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau. Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là một loại hình công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đồng thời là một tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng.
bà Lan không nắm giữ chức vụ nào tại SCB nhưng là người có quyền tại đây vì từ khi sáp nhập năm 2012 đến nay, bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%. Số cổ phần còn lại dưới 10% do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Theo Bộ Công an, việc nắm cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban điều hành nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của bà Lan. Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho hay, dù áp dụng cách tính có lợi cho bị can, nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức còn có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Họ bán lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt. Vụ án liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát được C03 điều tra từ 7 tháng 10, 2022, với 4 người đầu tiên bị bắt là bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 28 tháng 3, C03 khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước và 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bộ Công an đang truy nã hai cựu chủ tịch ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành cùng năm cấp dưới Chim Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Sun Henry Kazian, quốc tịch Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị SCB, Lam Lee George, quốc tịch Canada, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.